cách sử dụng pin cho máy đo huyết áp và máy không cần pin như thế nào. Còn Sơn xin chào bà con ha. Trên thị trường thì mình có rất là nhiều dòng máy đo huyết áp, những thương hiệu lớn như là Omron và Myrolife thì mình có rất là nhiều sự lựa chọn. Ví dụ giống như là những cái máy của Omron thì chúng ta chỉ mua máy vào khoảng 1 triệu đến 1,5 triệu, 3 triệu thì chúng ta có nhu cầu thì có thể mua thêm cái cục biến điện. Còn không thì hãng là cho theo chúng ta là 4 viên pin ha, 4 viên pin khô. Pin nếu mà máy lớn như vậy thì là 4 viên pin 2A pin to. Còn nếu mà như một ngày mà mình đo rất là nhiều bệnh nhân đó, dành cho bác sĩ thì mình có thể mua thêm một cái cục biến điện chính hãng của Omron nha, là khoảng 200.000. Nhưng mà cô chú anh chị mình là nên mua hàng chính hãng nha, chứ đừng có mua mấy cái cục của Trung Quốc 20-30.000, đo nó rất là dễ hư máy, và hư máy thì hãng sẽ không có bảo hành cô chú anh chị ha. Còn máy đo huyết áp cổ tay thì không có cái cục biến điện nha, mà chỉ xài pin thôi. Máy đo huyết áp cổ tay nè, đeo giống như đồng hồ thì là 2 viên pin 3A cô chú anh chị ha. Đối với thương hiệu Myrolife thì khi chúng ta mua máy mà trên 1,5 triệu thì chúng ta đã có đi theo là cục biến điện và pin luôn ha. Nếu mà như những cái dòng máy mà dưới 1,5 triệu của Myrolife thì sẽ bán rời ra, nếu mà cục này mua rời cũng chính hãng cũng là 200.000 cô chú anh chị ha. Thì nếu mà như chúng ta đo một ngày nhiều bệnh nhân, như bác sĩ đo thì không cần cắm pin mà là cắm cái máy trực tiếp vô ổ điện luôn, và chúng ta ngồi tại chỗ như một cái bàn như thế này. Hoặc là ông bà mình lớn tuổi ở dưới quê mà xài những dòng máy đơn giản mà mình không cần mua pin á, mình cũng có thể lấy cái mua cái cục biến điện đó xài. Nhưng mà Hoàng Sơn khuyên bà con mình nếu mà xài ít thì không có nên mua. Tại cái cục này nó khoảng 200.000 chính hãng rồi, mà một bộ pin xịn như vậy á, pin khô vậy á, nó khoảng 50.000 là xài được cũng cả năm rồi ha. 200.000 mình đủ xài cho 3-4 năm tiền pin này. Rồi cô chú mình cũng quan tâm á, là nếu mà xài cục này thì nó có sạc được cho pin hay không, là không được nha. Cái này á là mình có thể cấm xài bên ngoài hoặc là xài pin chứ nó không có chức năng sạc. Còn nếu mà loại pin sạc á thì khi chúng ta sạc và chúng ta sử dụng á, nó sẽ rất là nhanh hết. Tại vì còn cái pin sạc nó rất là mắc tiền đó, nhưng mà nó sạc là nó sẽ không có đầy pin giống như cái pin một cái pin khô như thế này, nó xài rất là nhanh hết. Nhưng mà cái pin sạc mình xài 1-2 năm nó cũng hư, mình chúng ta không phải mua bộ pin sạc thì nó cũng rất là nhiều tiền. Nên là Sơn nghĩ là bà con mình không có nên xài pin sạc cho cái dòng máy đo huyết áp. Một là xài pin khô, hai là mình xài cái cục adapter xài trực tiếp. Còn những cái pin rẻ tiền, cô chú mình lỡ mà mua không được pin tốt như vậy á, mình cũng có thể mua pin rẻ tiền vài ngàn viên thì chúng ta cũng có thể xài đỡ được ha. Nhưng mà Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình xài xong thì nên lấy ra, chứ nhiều khi mình để quên trong đó khoảng 1-2 tháng nó chảy pin hư máy rất là tiếc nha. Hoặc là có nhiều những pin rẻ tiền á, khi chúng ta mua ở ngoài tiệm tạp hóa về rồi thì pin nó để lâu là pin cũng tự yếu hết, mình xài không được nữa ha. Rồi giải đáp thắc mắc của bà con nha. Thứ nhất là mình mua những cái máy mini này thì nó sẽ không có cấm cục biến điện. Còn nếu mà mình mua hàng Omron thì hãng chỉ bán máy và pin. Thì chúng ta nếu cần chúng ta mua thêm, còn không cần cũng không cần thiết thôi, khỏi mua. Còn những dòng máy như của Myrolife thì trên 1,5 triệu là đã có kèm theo cả cục này rồi, từ 1,5 triệu, 2 triệu, 3 triệu là có kèm theo ha. Rồi Hoàng Sơn giải đáp cùng bà con mình là máy đo huyết áp có nên sử dụng pin hay không. Và Hoàng Sơn giải đáp thêm một câu nữa, cô chú mà thắc mắc là nếu mà xài pin thì nó không chính xác mà xài adapter mới chính xác. Cái câu này không đúng ha, tùy theo những dòng máy. Ví dụ những dòng máy mà Trung Quốc á, thì Hoàng Sơn không rõ, chứ những dòng máy chính hãng như Omron và Myrolife, nếu mà pin yếu mà không đủ để bơm, không đủ để đo thì trên máy nó sẽ không cho bơm luôn, nó báo pin hết ha. Chứ nếu mà đã bơm rồi ra kết quả rồi là sẽ chính xác của chú anh chị ha. Rồi chúc bà con mình nhiều sức khỏe, có gì thắc mắc thì gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới. Hoàng Sơn có nhiều video hướng dẫn cả nhà cách lựa chọn và khắc phục lỗi tại nhà cho máy đo huyết áp rồi ha. Chào tạm biệt.